Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. 16 câu chuyện châm biếm cũng là những bài học thâm thúy sâu cay của cổ nhân giúp bạn tỉnh táo, khôn ngoan hơn mỗi ngày. Người dành khôn là kẻ dại, người chịu dại tức là khôn. Từ cổ chí kim, có không ít câu nói, không ít chủ đề từng đàm luận về người khôn kẻ dại. Cổ nhân xưa cũng từng truyền lại không ít câu chuyện bàn về dại khôn và người bị châm biếm chê cười vẫn thường là kẻ dại. Thế nhưng, sự thực là những câu chuyện nói về cái dại đôi khi không chỉ dùng để châm biếm mua vui mà còn ẩn chứa những bài học thâm sâu và kín đáo về sự khôn ngoan. 8 câu chuyện dưới đây cũng là một phần trong số đó. Câu chuyện thứ nhất, chiếc mũ. Có người nọ đội một chiếc mũ dày đi ra đường. Hôm đó, không khéo lại là một ngày nắng nóng. Người ấy đi được một quãng thì dừng lại dưới bóng cây để nghỉ, thuận tay lấy chiếc mũ dày trên đầu xuống phe phẩy vài cái. Khi đã cảm thấy mát hơn, người đó liền than một câu. Hôm nay nếu không có cái mũ này, chắc mình sẽ bị chết nóng mất thôi. Bài học rút ra, không nhìn thấu nguyên nhân phát sinh khó khăn, đem nhân tố có hại ngộ nhận thành nhân tố có lợi, đó chính là lý do thất bại ngốc nghếch nhất. Câu chuyện thứ hai, cỏ ẩn thân. Một ngày nọ, A tình cờ gặp người lạ, người ấy đưa cho anh ta một nhánh cỏ và nói rằng đó là cỏ thần kỳ giúp ẩn thân, chỉ cần cầm nó trên tay thì đi đâu làm điều gì đều không bị người khác nhìn thấy. A ngây thơ, tin là thật, liền nghênh ngang cầm nhánh cỏ kia đi ra đường lớn, thản nhiên lấy tiền trong túi người đi đường. Người bị mất tiền định vung tay lên đánh A một bạt tai, nào ngờ anh chàng ấy vẫn còn tự tin đáp trả. Có giỏi thì đánh đi, dù sao anh cũng chẳng nhìn thấy tôi. Bài học rút ra, phàm là những việc chỉ mang mục đích tư lợi cá nhân thì khó tránh khỏi sẽ phạm phải sơ suất mà lừa mình dối người vốn là sơ suất dại dột nhất. Câu chuyện thứ ba, ăn trấu. Có một thanh niên nọ vốn tính tham lam, lười làm, gia cảnh trong nhà cũng thuộc dạng nghèo túng. Có lần, anh chàng này vừa ăn trấu cầm hơi thì gặp được một vị quan lớn. Thấy thanh niên có vẻ ngoài không mấy khá già, quan lớn liền mời anh ta ngồi ăn cơm chung với mình. Không ngờ anh chàng nghèo thủng thẳng đáp lại. Sáng sớm nay tôi ăn thịt chó ở nhà, đến no căng bụng rồi. Giờ không muốn ăn thêm nữa, nhưng nếu uống một chén rượu thì chắc cũng tạm được. Quan lớn nghe xong liền mời anh uống rượu, thế nhưng anh chàng ấy vừa uống một chén đã ói lên ói xuống. Vị quan nhìn bãi nôn của người thanh niên, thấy bên trong đều là trấu nên mới hỏi. Cậu nói ban sáng mới ăn thịt chó, vì sao lại nôn ra toàn trấu thế này? Người kia bối rối hồi lâu, cuối cùng mới nghĩ ra một câu chống chế. Thì tôi vốn ăn thịt chó, nhưng con chó ấy lại ăn trấu chứ sao? Bài học rút ra, những người không biết cách nói chuyện rất ít khi có được thiện cảm của người khác, mà việc sử dụng ngôn ngữ thiếu khéo léo là điểm yếu thường gặp ở nhiều người. Câu chuyện thứ tư, ngạo mạn. Có người thư sinh nọ quen thói ba hoa khoác lác, từng nói với bạn mình rằng, từ cổ chí kim, thánh nhân chính là những người khó tìm nhất. Năm xưa kể từ lúc bang cổ vương khai thiên lập địa, vạn vật sống trên đời không ai có thể so với ngài, cho nên ngài được tính là người thứ nhất. Nói xong câu này, thư sinh giơ lên một ngón tay để xác nhận. Sau đó là tới Khổng Tử, người am hiểu thi thư lễ nhạc, được mệnh danh là thầy của vạn nhà, không ai dám bất kính. Ngài được tính là người thứ hai. Thư sinh lại giơ thêm một ngón tay tỏ ý đang đếm. Thư sinh nói tiếp. Từ sau hai người này, không còn ai đủ khiến tôi cảm thấy nể phục cả. Thế nhưng chỉ vài giây chần chừ, người này lại hớn hở quay sang khẳng định với bạn mình. Anh thấy tôi nói có đúng không? Bậc thánh nhân trên đời quả nhiên rất ít. Tính cả tôi mới đúng là ba người đấy. Bài học rút ra, ngạo mạn, cuồng vọng, thực chất đều ngốc nghếch và sai lầm nhất của đời người. Câu chuyện thứ năm, kẻ ngốc nhà giàu. Gia đình phú ông có một người con trai, tuy đã lớn nhưng đầu óc chậm chạp, lại thường xuyên tiêu tiền hoang phí. Vì muốn con mình nên người, phú ông liền nói. Con có lớn mà không có khôn, thậm chí còn chẳng biết phân biệt được hạt kê và hạt lúa. Ta muốn để con ra ngoài học hỏi, thì mới mong có ngày khá được. Người con trai nghe vậy cũng đồng ý. Sau khi rời nhà, anh gặp một người thợ đang tạc hai con sư tử đá. Nhìn dáng vẻ của hai bức tượng, cậu con trai thích chí vô cùng, ngỏ ý muốn mua. Người thợ kia cũng biết cậu ngốc nghếch, bèn cố tình hét giá. Con sư tử nhỏ giá
3.000 lạng vàng. Còn con lớn ấy thì là 5.000. Cậu con trai thản nhiên gật đầu, yêu cầu người đó đem tượng đến nhà mình. Người kia liền mang theo bức tượng sư tử nhỏ về trước. Khi về tới nhà, cậu vội vàng khoe với cha rằng mình mua được đồ tốt. Tới khi nhìn thấy tượng con sư tử đá bình thường mà lại bị hét giá lên tới mấy ngàn lượng vàng, người cha không khỏi than trời mà nói: con bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua thứ đồ vô dụng này, thật đúng là đứa con phá gia trì tử mà. Chẳng trách vì sao mọi người thường bảo ta thế nào cũng là gặp báo ứng. Cậu con trai nghe xong lập tức vỗ tay cười lớn: con nói cha nghe, đây mới chỉ là báo ứng nhỏ thôi, còn một báo ứng lớn đang chờ phía sau kia kìa. Bài học rút ra: người thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống thường dễ dàng vấp ngã và làm ra nhiều việc ngốc nghếch. Câu chuyện thứ 6: không hiểu mà giả bộ hiểu. Người nọ mở một cửa hàng cầm đồ nhưng lại chẳng hề có mắt nhìn đồ. Khách hàng mang tới một chiếc đàn gỗ, ông ta liền ra xa: bầu giờ chú ấy lấy 3 đồng. Người khác đem tới một cây sáo làm từ trúc thượng hạng. Ông chủ lại nói: ống tre này có đáng tiền, chỉ lấy 1 đồng thôi nhá. Thế nhưng khi có người cầm đến một cái khăn chùi mông, ông chủ lại tỏ vẻ thích chí: cái khăn hồ ly điểm vàng này giá là 2 đồng. Bấy giờ người nô bộc trong cửa hàng không hiểu bèn hỏi: ngài cầm cái khăn ấy thì nào có được cái gì? Ông chủ thủng thẳng đáp: sao lại không? Nếu hắn không tới chuộc thì ta giữ lại cái khăn để lau mồm cũng được mà. Bài học rút ra: người không hiểu mà còn cố tỏ vẻ hiểu rõ thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, có ngày còn rước họa vào thân. Câu chuyện thứ 7: hoang đường. Nhà vu công có một băng ghế nhỏ, vừa thấp vừa bé, mỗi lần ngồi lên đều phải kê thêm mấy miếng ngói xuống dưới thì mới được. Vu công càng lúc càng cảm thấy bất tiện. Vừa hay trong hoa viên có một cái lầu, liền cho người cầm băng ghế lên đó, cho rằng ghế đem lên lầu cao thì ngồi sẽ thấy cao. Nào ngờ băng ghế đem lên vẫn thấp bé như vậy. Vu công tức giận quát lớn: kẻ nào nói là lầu cao? Ta thấy thật là hoang đường. Sau đó ông hạ lệnh phá hủy tầng lầu trong phủ của mình. Bài học rút ra: làm việc một cách chủ quan là cố chấp, làm việc bất tuân quy tắc là dại dột. Câu chuyện thứ 8: nỗi lo của tử tù. Một tử tù trên đường bị trói để áp giải lên pháp trường đột ngột yêu cầu được cởi áo, sau đó lấy tay vỗ mấy cái vào ngực. Có người làm lạ bèn cất tiếng hỏi: vì sao? Anh ta đáp: sợ bị trúng gió, chuyện ấy không đùa được đâu. Khi đã áp giải được tới nửa đường, người tử tù chợt nghe thấy tiếng ngựa kêu, lập tức nghiến răng 3 lần, miệng lầm sầm mấy chữ. Có người lại hỏi: vì sao anh làm như vậy? Anh ta đáp: nghe tiếng quạ kêu là dễ gặp phải họa thị phi, phải làm thế thì mới hóa giải được. Khi đã lên đến pháp trường và chuẩn bị hành hình, người tử tù cầu khẩn đao phủ rằng: xin ngài dùng một tờ giấy sạch lau lưỡi đao đi được không? Tôi nghe nói nếu bị đao bẩn cắt trúng thì sẽ bị lở loét. Nếu mà bị lở loét thì tôi không thể nào, thì tôi sống thế nào đây? Bài học rút ra: không chú ý tới đại cục mà chỉ câu nệ tiểu tiết, đó chính là sai lầm thường gặp trong cuộc sống. Câu chuyện thứ 9: bài học từ người bán sữa bò xong. Có một vị khách đi mua sữa bò vào một sáng ngày cuối tuần. Khi anh ta đang đi thì gặp người gánh hàng xong đang bán sữa bò ở ven đường. Anh ta đã tiến đến và hỏi giá. Người bán hàng xong trả lời: 1 chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng. Anh không nói gì liền lấy trong túi ra 3 đồng để mua 1 chai, rồi mua thành 3 lần. Mua xong anh ta rất đắc ý, cười lớn nói với người bán hàng xong: ông có thấy không? Tôi chỉ trả 9 đồng thì đã mua được 3 chai sữa. Người bán hàng rong không nói gì, chỉ mỉm cười và thầm nghĩ: hay thật, từ khi áp dụng phương pháp tính giá này, chỉ một thoáng là mình đã bán được 3 chai sữa. Bài học: câu chuyện không chỉ đơn giản cho thấy một thủ pháp kích thích tiêu thụ, nó cũng cho thấy rằng ngay cả bán hàng rong cũng cần có nhiều ý tưởng sáng tạo. Câu chuyện thứ 10: bài học từ việc phú ông chọn vợ. Có một phú ông chọn vợ, sau cùng một thời gian dài tuyển chọn mới có 3 nàng được tham gia vào vòng cuối cùng.
Phụ ông đưa cho ba nàng mỗi người 1.000 đồng và nói rằng các nàng hãy đi mua một thứ gì đó khiến nó tràn ngập gian phòng. Nàng A mua rất nhiều bông khiến 1/2 không gian của phòng tràn ngập bông. Nàng B mua rất nhiều bóng bay và làm tràn ngập 3/4 gian phòng. Nàng C mua một ngọn nến đã làm cho gian phòng ngập tràn ánh sáng. Cuối cùng phụ ông chọn được người vợ có ý tưởng sáng tạo nhất, đó chính là nàng C. Bài học, câu chuyện này muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng hiểu rõ nhu cầu chân thật của khách hàng là điều phi thường trọng yếu. Câu chuyện thứ 11, bài học từ kẻ ăn mày. Ngày nọ, có một người ăn mày đến nhà tiểu vương xin ăn. Tiểu vương bèn cho ông ta 10 đồng, ngày hôm sau người ăn xin lại đến, lại cho 10 đồng và sự việc cứ tiếp diễn như vậy trong 2 năm liền. Rồi một ngày tiểu vương chỉ cho ông ta 5 đồng thay vì 10 đồng như trước kia. Người ăn mày bèn hỏi lại: sao trước kia ngài cho tôi 10 đồng, giờ ngài lại chỉ cho 5 đồng? Tiểu vương đáp lại: ta đã kết hôn. Người ăn mày giận dữ tát tiểu vương một cái, rồi lại một cái nữa. Sau đó ông ta thốt lên: chết tiệt, sao ngươi lại cầm tiền của ta để đi nuôi bà lão nhà ngươi? Bài học, không nên cung cấp thứ gì miễn phí quá lâu vì nó sẽ hình thành một thói quen. Đến cuối cùng, nó sẽ phản tác dụng. Câu chuyện thứ 12, bài học từ cặp vợ chồng. Một cặp vợ chồng nọ đi dạo qua các cửa hàng. Người vợ nhìn thấy một bộ đồ ăn cao cấp và tỏ ý muốn mua. Ông chồng chê món đồ đó đắt đỏ nên không sẵn sàng chi tiền. Người bán hàng xem qua rồi nói nhỏ một câu với người chồng. Sau khi nghe xong, ông không còn do dự liền lập tức bỏ tiền ra mua. Tại sao người chồng lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Người bán hàng nói: bộ đồ ăn này quý như thế, vợ của anh sẽ không nỡ để anh rửa chén đâu. Bài học, quan niệm của con người rất khó cải biến. Điều quan trọng là cần biết trước thời cơ và hiểu rõ tâm lý của đối phương. Câu chuyện thứ 13, tai hại của quản lý. Alistair mua một chiếc quần diện. Sau khi mặc thử thấy dài quá, cô bèn nhờ bà nội của mình cắt giúp gấu quần. Nhưng vì bà nội nói rất bận, cô bèn tìm mẹ. Nhưng mẹ lại nói không rảnh, cô đành tìm chị gái. Thế nhưng chị gái thì lại càng không rảnh. Cô thất vọng và lên giường đi ngủ. Bà nội sau khi xong hết công việc nội trợ bê bộn, bèn nhớ đến chiếc quần của cháu gái. Bà đem xén bớt gấu quần cho cháu mình. Sau đó, chị gái trở về đem chiếc quần đã xén rồi và xén tiếp. Cuối cùng mẹ của cô khi về đến nhà cũng đem quần đã xén rồi đi xén tiếp. Hậu quả là chiếc quần của cô không thể mặc được nữa. Bài học, quản lý không tốt sẽ rất tai hại. Đối với những yêu cầu của bản thân, chúng ta không nên phó mặc mà cần thật sự để tâm tới. Câu chuyện thứ 14, bài học từ những chiếc chai. Nếu dùng một chiếc chai thủy tinh để đựng đầy sữa bò, mọi người sẽ nói: đây là sữa bò. Còn nếu đổ đầy dầu hạt cải vào chai thì mọi người lại nói rằng: đây là dầu cải. Chỉ khi bạn không đựng bất kỳ thứ gì bên trong chiếc chai thì mọi người mới công nhận đây là cái chai. Cũng giống như chiếc chai này, nếu trong tâm bạn tràn đầy thành kiến, tài phú, danh vọng thì bạn không còn là chính mình. Bài học, nếu chúng ta mong cầu có thật nhiều danh lợi thì sẽ càng khó để sống một cuộc sống đích thực của chính mình. Câu chuyện thứ 15, bài học từ chiếc bát vỡ. Một người đàn ông lớn tuổi đang gánh một gánh bát trên đường. Đột nhiên một chiếc bát rớt xuống đất và vỡ. Nhưng ông lão không hề nhìn xuống đất mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Người qua đường cảm thấy rất kỳ lạ liền hỏi: tại sao cái bát của ông bị rơi vỡ, ông lại không mảy may động tâm là thế nào? Ông lão đáp: tại sao ta lại phải nhìn? Vì nhìn nó thì nó vẫn là cái chén vỡ mà. Gợi ý: không nên đặt tâm quá nặng vào mọi việc, cần nên chuyển biến quan niệm của mình đi một chút. Câu chuyện thứ 16, bài học từ những việc vặt. Một con sóc chồn muốn quyết chiến với một con sư tử. Tuy nhiên sư tử lại nhất quyết cự tuyệt. Sóc chồn nói: ngươi sợ sao? Sư tử liền đáp: nếu như ta cùng ngươi tỉ thí, ngươi có thể đạt được danh tiếng rằng đã từng có vinh danh đặc biệt, ví như cùng sư tử luận võ. Sư tử nói tiếp: nhưng danh tiếng của ta sẽ không còn nữa. Sau này các loài động vật sẽ cười ta vì ta lại cùng sóc chồn đánh nhau là thế nào? Gợi ý: không nên bị dẫn động bởi những thứ không quan trọng. Như vậy, một trong những bí quyết của thành công là cần bám sát mục tiêu, không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.
hãy nhớ kỹ, cảnh giới cao nhất của học tập là ngộ. Cảnh giới cao nhất của con người là xả bỏ. Cảnh giới cao nhất của cuộc sống là vui cười. Cảnh giới cao nhất của tu luyện là không, vô vi. Cảnh giới cao nhất của giao hữu là thành. Cảnh giới cao nhất của nhân sinh là tĩnh. Cảnh giới cao nhất của tình yêu là cho đi. Và để không bỏ lỡ những video clip được phát hành hàng ngày trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn đừng quên nhấn vào biểu tượng đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.